Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một tool chuyên về sắp chéo. Nó sẽ giúp cho các bạn có được 1.000 lượt đăng ký trong thời gian nhanh nhất. Giao diện tool rất đơn giản. Đầu tiên là ID kênh của bạn. Để lấy ID kênh, các bạn vào YouTube. Tiếp theo, chọn kênh của bạn. Tiếp theo các bạn nhấn vào dấu 3 chấm. Tiếp theo các bạn nhấn vào chia sẻ. Và cuối cùng các bạn chọn vào sao chép đường link. Danh mục thứ hai là link video của bạn. Để lấy link video, các bạn cũng vào YouTube và chọn video mà mình muốn lấy đường link. Kế đến, các bạn nhấn vào chia sẻ và chọn sao chép đường link. Danh mục thứ 3 là thẻ tách để tìm video của bạn. Thẻ tách có thể là cụm từ khóa mà video của bạn nằm ở top đầu. Nếu các bạn không có thẻ tách nào nằm ở top đầu, thì các bạn có thể lấy tiêu đề kênh của mình. Nếu như tiêu đề cũng không nằm ở top 1 thì các bạn có thể lấy ID của video đó luôn. Yêu cầu thẻ tách của bạn phải nằm trong 3 vị trí đầu để người khác dễ tìm thấy. Danh mục thứ 4 là điểm của bạn. Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, tức là tìm video, xem 5 phút, like và comment thì điểm sẽ tăng lên 1. Nếu ai đó hoàn thành nhiệm vụ cho video của bạn thì bạn sẽ bị giảm đi 1 điểm. Danh mục thứ 5 và thứ 6 là phần thống kê lại lịch sử. Mục xem là bạn đã xem cho người khác. Mục đã xem là người khác đã xem lại cho bạn. Danh mục thứ 7 là đăng xuất. Nó giúp cho các bạn dễ dàng đăng nhập tài khoản khác. Mọi thiết lập đã xong. Bạn sẽ nhấn vào nút tìm kiếm màu đỏ để tìm video. Một hộp thoại sẽ xuất hiện trong 10 giây. Bạn có hai lựa chọn. Một là bỏ qua video đó hoặc là copy thẻ tách và chọn đăng ký. Lúc này, tool sẽ chuyển qua giao diện YouTube. Bạn có 1 phút để tìm video bằng thẻ tách mình vừa copy. Bạn có thể di chuyển lên xuống lớp che để thuận lợi cho thao tác. Khi tìm thấy video, bạn chọn nó để xem. Sau 1 phút, bạn phải chụp lại màn hình của mình để xác thực rằng đây là video mới xem lần đầu và chưa bao giờ đã tương tác qua. Khi còn 30 giây cuối, các bạn phải like, đăng ký và comment trên video. Các bạn cũng phải chụp màn hình ở hai thao tác này nhé. Và cuối cùng nút xong hiện lên, bạn sẽ nhấn vào đó để quay về tool. Tại đây các bạn cung cấp 3 cái màn hình vừa chụp và nhấn hoàn thành khi mới xong nhiệm vụ. Mặc định khi hoàn thành nhiệm vụ thì người đăng ký sẽ nhận được 1 điểm và người nhận đăng ký sẽ mất 1 điểm. Người nhận đăng ký có thể kiểm tra lại bằng cách vào phần đã xem và chọn vào tài khoản đã xem cho bạn. Nó sẽ mở tấm hình mà người đăng ký đã gửi cho bạn. Nếu bạn thấy có chỗ nào đó không ổn thì thông báo lên nhóm để mọi người phân xử. Hình thức phân xử, trước tiên là sẽ giảm điểm và tùy theo mức độ có thể khóa tài khoản đó, một vài ngày. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành và ủng hộ nhóm TubeViewer.